Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với những diễn biến tiếp theo của vòng 4 HPL S11 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Sài Gòn Cup 2024 khu vực miền Bắc. Đây là đội hình của cao thủ DTS. Trong hiệp 1 thì cao thủ Thiên Khôi sẽ là những người giao bóng trước và bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải của chúng ta với bộ trang phục màu trắng. Còn với bộ quần áo đỏ xanh sẽ là cao thủ DTS. Thiên Khôi đang nhập cuộc rất khả quan, nhưng họ cần những thành quả cụ thể. Đây là cơ hội. Vào rồi. Nguyên Tây. Nguyên Tây nhận quà từ Dương Văn Khôi. Và đó cũng là món quà từ thủ môn Minh Gka của DTS nữa. Phùng Xuân Nguyên mở điểm cho Thiên Khôi. Một sai lầm của Gold DTS. Và đương nhiên là Thiên Khôi không từ chối món quà này. Chúng ta vừa nói Thiên Khôi nhập cuộc tốt nhưng họ cần sớm có thành quả cụ thể thì ngay lập tức điều đó đã đến. 1-0. Hiếu Chuột. Không được. Tình huống lùi về và cắt bóng của Xuân Tuyền. Đây là cơ hội phản công. Khôi Ngò. Vẫn là Khôi Ngò cắt vào trong. Khôi Ngò đi bóng tuyệt vời. Và cách biệt được nhân đôi và vẫn là Khôi Ngò. Nếu như ở bàn thắng đầu tiên Khôi Ngò là người tặng quà các đồng đội thì lần này anh gửi đi một thông điệp làm hết ăn cả. Tình huống phản công của cao thủ Thiên Khôi và dấu ấn đậm nét của cá nhân Khôi Ngò, đây chắc chắn là một trong những bàn thắng ấn tượng nhất từ đầu mùa. Hiếu Chuột. Pha làm tường không thành công của Duy Kiên. Đây là cơ hội cho cao thủ Thiên Khôi. Chắc chắn là vào. Sáng Percy. Ăn mừng trước đã rồi mới ghi bàn. 3-0. Trận đấu đang trở thành show diễn của cao thủ Thiên Khôi. Đây mới là phiên bản Thiên Khôi mà người hâm mộ của họ đã chờ đợi suốt từ đầu giải. Sau 3 vòng đấu không được như ý thì đây có thể sẽ là ngày mà Thiên Khôi có được một trận đấu mang đậm tính giải tỏa. Huy Thị. Đây là cơ hội cho Tuyên Trầm. Cú búa cực mạnh của Tuyên Trầm, bóng đã tìm tới cột dọc. Một lần nữa chúng ta thấy giá trị của Huy Thị. Tuyên Trầm có khả năng đeo bám và tranh chấp rất tốt. Khôi Ngò làm gì đây? Chân trái. Quyết định dứt điểm vào góc gần của Khôi Ngò. Ý đồ sút cháy nóc lưới đối phương. Đường truyền hay, cơ hội đối mặt thủ môn. Vẫn là Phùng Xuân Nguyên. Bóng trúng cột dọc. Sáng Percy. Chưa được. Thiên Khôi tăng tốc. Sau khoảng 10 phút đầu hiệp 2 thi đấu hơi trùng thì họ đang muốn thiết lập lại sự thống trị của mình. Pha cài nhả quá hay và nhạy cảm, có vẻ là của Sáng Percy. Không vào. Pha bằng cắt dứt điểm của Mai Văn Đại. Sáng Percy. Chọc khe hay, thêm một pha đối mặt thủ môn. Vào. Pha sục bóng đẹp mắt. Bàn thắng thứ tư cho cao thủ Thiên Khôi. Cú đúp của Dương Văn Khôi và cả hai bàn của anh trong ngày hôm nay đều là những bàn thắng xứng đáng được gọi là siêu phẩm. Nhưng Thiên Khôi đã thiết lập lại trật tự. Một pha solo qua ba hậu vệ và ghi bàn trong hiệp 1. Rồi bây giờ là tình huống sục bóng cực kỳ nghệ thuật trong pha đối mặt với thủ môn Minh Gka. Và qua người ở biên của Cương Trề, cơ hội cho Sáng Percy. Sáng Percy cũng đã có cú đúp. Bàn tay nhỏ cho cao thủ Thiên Khôi. 5-0. Đường truyền tuyệt vời của Cương Trề. Trông thế này thôi chứ cũng không dễ chút nào. Pha băng lên ở tốc độ cao. Bóng cũng được căng vào khá mạnh và đi còn lập bập. Nhưng với cái chân không thuận của mình thì Sáng Percy vẫn mang về bàn thắng cho Thiên Khôi. Đường phất bóng dài rất chính xác của Phúc Cà Phê.
Cường chế cũng khống chế tuyệt vời. Hoàng Danh, vẫn là Hoàng Danh. Quá son. Hai pha chạm bóng và bàn thắng đã đến với số 7 của Thiên Khôi. Tỷ số đã là 6-0. Thiên Khôi đang đánh tennis. Cường Trề để lại dấu ấn trong cả hai bàn thắng gần nhất của Thiên Khôi với hai pha khoan phá bên cánh trái và kiến tạo để các đồng đội lập công. Thêm một cơ hội, sáng Percy, sáng Percy, bóng đi chệch cột dọc. Xuân Sáng không quan sát được vị trí của Thế Vinh. LC cũng đang có kết quả tốt trước HG La Giang ở trận đấu cùng giờ. Phương Vân Thủ, quá hay, vẫn là Phương Vân Thủ, cơ hội là đây. Lần này thì Đức Thông đã không thể bỏ lỡ được nữa. Đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho các thủ DTS. Chúng ta vẫn thấy dấu ấn của Phương Vơ Tu. Cú giật gót đầu tiên không thành công nhưng vô tình lại giúp cho Đức Thông loại bỏ hoàn toàn thủ môn đối phương. Khá hài hước. Vẫn còn thời gian cho đợt tấn công cuối cùng của cao thủ DTS Phương Vơ Tu. Bộ pháp rất nhanh của Phúc Cà Phê từ chối bàn thắng của Phương Vơ Tu. Và trận đấu cũng đã khép lại ở đây. Chiến thắng với tỷ số 6-1 cho Thiên Khôi. Một set tennis hoành tráng của đội bóng nhà đất.